Trường Đại học Hải Phòng, một ngôi trường với bề dày lịch sử hình thành, phát triển cùng những thành tựu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tọa lạc tại thành phố cảng Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm phía đông miền duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 km. Tổng diện tích của thành phố Hải Phòng là 1.519 km², bao gồm cả huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Vùng biển có đảo Cát Bà được ví như hòn ngọc của Hải Phòng. Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và được Việt Nam công nhận là di sản thiên nhiên đặc biệt cấp quốc gia. Hải Phòng là nơi hội tụ đầy đủ các lợi thế về đường biển, đường sắt, đường bộ và đường hàng không, giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong cả nước và các quốc gia trên thế giới. Là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp, thương mại lớn và trung tâm dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, thủy sản của vùng biển duyên hải Bắc Bộ Việt Nam. Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Hải Phòng đang mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và mạnh về năng lực tài chính. Mục tiêu chiến lược là đến năm 2020 đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững để cơ bản trở thành thành phố công nghiệp xanh theo hướng hiện đại trước năm 2020 từ 3 đến 5 năm. Trường Đại học Hải Phòng. Đơn vị tiền thân của Trường Đại học Hải Phòng được thành lập năm 1959, tính đến năm học 2013-2014. Trường Đại học Hải Phòng đã có truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành. Tháng 4 năm 2000, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị giáo dục đào tạo lớn của thành phố Hải Phòng: Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Bồi dưỡng Giáo viên Hải Phòng. Tháng 4 năm 2004, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được đổi tên thành Trường Đại học Hải Phòng nhằm đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hải Phòng đã không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhiệm vụ từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, các tỉnh trong khu vực đồng bằng duyên hải, Bắc Bộ và cả nước. Về cơ sở vật chất, Trường Đại học Hải Phòng có 4 cơ sở đào tạo nằm ở 2 quận Kiến An và Ngô Quyền, số 2 Nguyễn Bình, số 49 Trần Phú, số 246 Đà Nẵng và 171 Phan Đăng Lưu, với tổng diện tích là gần 32 ha. Cơ sở chính đặt ở quận Kiến An rộng hơn 27 ha. Số phòng học, giảng đường đủ điều kiện đào tạo tập trung 20.000 sinh viên trên một năm. Các phòng thí nghiệm, thực hành công nghệ, nghe nhìn, phòng đọc đa năng, thư viện, xưởng thực hành, đáp ứng đào tạo tập trung 10.000 sinh viên trên một năm. Ký túc xá sinh viên được xây dựng khang trang, hiện đại, có sức chứa gần 5.000 sinh viên. Về quy mô tổ chức, trường hiện có 48 đơn vị trực thuộc, 18 khoa, 1 viện, 16 phòng ban, trạm, thư viện, 10 trung tâm, 3 trường thực hành sư phạm. Về công tác đào tạo, để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại học Hải Phòng đã mở rộng quy mô đào tạo với gần 100 chuyên ngành đào tạo khác nhau, từ bậc trung cấp đến đại học và thạc sĩ. Trong đó có các ngành đào tạo mũi nhọn thuộc các khối sư phạm, kinh tế và kỹ thuật. Ngoài ra, nhà trường còn nhiều hình thức đào tạo khác nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường Đại học Hải Phòng là một trong những trường đạt tỷ lệ tuyển sinh đầu vào tương đối cao. Lưu lượng học sinh, sinh viên các hệ của trường hàng năm là hơn 20.000. Về hoạt động hợp tác quốc tế của trường, hiện nay Trường Đại học Hải Phòng có quan hệ hợp tác với hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 30 trường đại học và cao đẳng, trong đó chủ yếu là các trường ở Trung Quốc, 15 trường, Thái Lan, 3 trường, Lào, Campuchia, Phần Lan, Nga, Úc, Malaysia, Nhật,